Chào các bạn, hiện mình đang ở Vĩnh Long, nhà mình về để tham dự đám cưới em họ. Và sau đây mời các bạn xem ngày đầu tiên của lễ cưới nha. Ngày mai thì đãi nhà hàng và hôm nay thì ở tại gia đình. Thì trước khi qua nhà gái thì nhà cậu Tám vào nhà thờ của gia đình để cúng Phật, cúng tổ tiên, rồi xức khoát qua nhà gái. Và mời các bạn theo dõi nha. Đưa ra ngoài. Vỏ nặng không? Tám đây con cầm cho Tám. Đó, vỏ nặng không con cầm cho. Con thấy đi EC rồi con cầm rồi, cho. Còn không khác nữa. Đó, chỗ không? Đây. Với còn cái mâm bánh kem để sẵn kìa. Bánh kem nữa. Không có cái gì để chắc kìa. Với kia ai cái này cũng như giữa đi cho nó nhìn nó đẹp. Này để lên kia. Đó, cái thầy đỏ, thầy rượu này. Cái rượu này. Cái trầu cao để bên đó không? Cái trầu cao để giữa nè. Cái trầu cao để giữa lắm rồi. Hình như cái hộp bánh hôm qua đi ăn trầu cao như giữa. Trầu cao. Cái này người ta có cái trầu rượu. Đây là nước mặt tiêu phụ. Đổi lại nè. Đổi lại nè. Trầu cao qua giữa. Đó, cái này hai bánh đi qua. Đổi lại rồi. Người ta có mang kha trầu rượu rồi, đâu cần những kha trầu rượu của mình thêm à, rồi. Đúng rồi, khỏi. Đấy, nào thà ấy vô khơi thắp nhang cho Tám đây đó. Đốt mình đây đó cha. Đốt rồi sẵn. Để có đủ cái gì? 1, 2. Trời ơi, giờ nó làm đẹp hết nha. 3, 4, 5, 6. 6 cây lần nhá, cây. Từ vô là đốt nhang. Ghế trong này nhé, con có ghế ra rồi.
đi nha. Con đứng được sao mà thấy gì con. Không, chú ghế khỏi bưng, chú ghế đừng bưng gì hết. Mày có tao không, mày mỏi lắm á. Đẹp quá. Để biết sao đó nha. Vaccine, vaccine, hello. Hi. Ước đầu lên cho anh. Chị vô với hai đứa lên kêu Dũng lại luôn, đi luôn đi. Mình cùng với dì Út và cậu Sáu theo đoàn xe của nhà trai qua nhà gái để dự tiệc, bởi vì đưa rể chứ không có rước dâu. Còn ngày mai thì nhà trai sẽ đãi nhà gái ở nhà hàng thành phố Vĩnh Long. Thank you.
Đi trước luôn. Yeah.
Đây là anh em xuống luôn đấy. Thì hôm nay lễ giờ có một mâm cây trầu và lễ dập dập 6 mâm. Thì cái phần diễn kim có châu lâm kim cương và đôi nhẫn kim cương châu vòng hai tiền một nhẫn dây chuyền dây chuyền và một lắc rồi xong về tại phần diễn viên còn có thể cũng có thể được và 200 triệu tiền giới Thank you.
Dán ngay cô dâu. Rồi cao lên rồi, cô dắt cô đi trước nha, cô đi trước, cô dắt cô dâu ra giùm con nè, dắt ngay trước luôn. Rồi dắt ngay ngoài luôn nè. Rồi cười tươi lên. Rồi chú gãy ngay giữa cho em luôn. Rồi cô dắt cô dâu ra giữ giùm con luôn nha. Rồi dạ, cô nắm tay chú gãy lên giùm con luôn cô ơi. Rồi đặt tay cô dâu lên tay chú gãy giùm con nè. Bước tay giữa giùm con. Dạ rồi, rồi, dâu gãy gì máy đây nghe, 1, 2, 3, cười lên ơi, cô dâu chào con không mẹ, chứ cô dâu ơi, đúng rồi, dạ rồi, dâu gãy nắm tay nghe con mời cô gì ghế luôn, cô đi đứng sau cô dâu nha. Rồi, mẹ cô dâu gãy. Rồi, dâu gãy mình quay, xây ganh trước mình cúi đầu chào hay hỏi thế nè, cúi đầu gãy chào hay hỏi thế nha, rồi, chú đâu. Rồi, chú gãy chồng thanh người ta lên nghe luôn, chú gãy. Vui lên, vui lên. Cái túi vô. Rồi cho để cúi đầu chào nhau mới nghe. Xe đối diện với nhau, xe đối diện, xe đối diện. Rồi cúi đầu chào nhau cho em ạ. Cúi nào, đúng rồi. Rồi tặng hoa cho cô dâu luôn chú để ơi. Rồi, chào mừng hôm lên mái cô dâu đó nè. Xây qua đây. Đúng rồi, cười tươi lên nhau ơi. Dạ rồi, cô bày, hai họ mình vỗ tay giùm con cái luôn hả? Dạ rồi. Tiếp dạ, đi chú ơi. Dạ, dạ kính trình quý bà con trong dân tộc. Thì vừa qua họ nhà trai đã trình qua Phật lễ. Thì hôm nay thì để cho cháu rể nó biết quý tộc trong gia đình, thì hôm nay xin phép anh Tám, chị Tám có thể cho hai cháu nó gọi cha gọi mẹ được rồi.
Dạ tôi chấp nhận có hai bên, con mời tôi chấp nhận ha. Dạ bây giờ đầu tiên là con để mâm rễ lên, mâm rễ lên con. Rồi dạ không thôi giữ ly lại với cô dâu chú rể con xin đóng hành cái nha. Đây rồi. Sau đây là hai mẹ. Rồi dạ hai mẹ giữ ly lại xây gan trước nhìn máy giùm con luôn. Cô dâu nhìn ly lại với hai mẹ chú rể nhìn ly lại luôn. Rồi dạ hai mẹ nhìn máy giùm con luôn hai mẹ ơi. Rồi hai ba. Rồi hai mẹ cũng đi giùm con luôn ạ. Cũng đi luôn. Dạ coi. Và công trình trong thân tập chúng ta thì ở đây bên nội thì đã qua đời hết. Bên ngoại thì yếu lớn tuổi. Do đó hôm nay về bên nội thì có ông bà Đinh Văn Hiểu là đại diện của họ nhà gái bên đây là thân tập. Đây là anh hai của cậu bác chú bác hai của cháu, đây là anh của gia đình này, và sinh con cuối cùng đây là trường lớp, đây là bác hai, hai bác hai. Đại diện bên kia là xin phép họ anh út giới thiệu bên kia là anh bác sáu, bác sáu. Đây là cô dâu, cô dâu, cô dâu đi trong với bác sáu thì còn mỗi ngày như này thì chúng ta xâm nhập về gia đình một chút. Rồi chú gì nhìn nhìn lại cái chú nhìn lại cái nhìn lại cái chú để nhìn biết chú cái này luôn cho tấm hình cái nghe chú ơi. Rồi dạ hai chú giữ ly nhìn máy giùm con luôn ạ. Chú ơi, chú ơi nhìn đây coi cái nè. Rồi nhìn đây coi cái nha. 2 3. Dạ rồi. Tiếp tục. Mình mời một bên trước đi. Đáng lý là mời một bên trước đi rồi xong bên đàn trai xong tới bên đàn gái. Vậy trở về. Đúng rồi. Hai người đi chung như mời cho nó đẹp. Đúng rồi. Mời bên đàn đàn gái trước hết đi rồi mới qua đàn trai. Vậy thì chứ hai bên vậy nó chéo nó chéo. Bây giờ mình mời bên đàn gái đi hết đi, giới thiệu hết rồi mới tới bên đàn trai. Rồi tới cậu hai. Cô dâu bên đây là để chị mà. Cô dâu chỉ đứng kế bên thôi. Rồi. Cô dâu đứng kế bên nè, sát vô. Bác hai, trái ơi, bác hai. Chú rồi. Dùng con cái nghe, chú tóc lại cho đẹp. Rồi. Rồi, cô dâu sát vô, cô dâu nhìn máy nè, máy nữa nè. Máy dùng con cái nghe. Đúng rồi, cười tươi lên cái nha. 1, 2, 3. Dạ rồi ạ. Rồi, qua bên đây luôn chú rể, xíu qua đây xíu nữa. Đúng rồi. Cậu hai giữ đi lại nhìn máy dùng con. Cậu hai, rồi, 2, 3. Dạ rồi ạ. Dạ, cuối cùng là cô chính. Cô chính. Rồi, cô chính. Dạ. Xong bên đàn gái, xong tới bên đàn trai. Còn những cô, bác, cậu, chị thì cô ngoại xin chúng ta ra bàn. Cô chính, cô chị đi lại nhìn mấy con dạ. Nghe, nhìn mấy con cái ạ. À. 2, 3. Dạ rồi. Thì họ nhà gái xong thì cũng phải có họ nhà trai chứ. Thì anh con bước bên kia. Thì tiếp theo mời anh Đức giới thiệu. Đây cô dâu, ông nhà gái cho Lan Anh. Tuổi lớn là năm là tôi thứ sáu rồi. Dạ mời luôn cô dâu ơi. Dạ rồi dì Năm ơi, giữ ly lại nhìn máy giùm con ạ. 2, 3. Dạ rồi ạ. Ở nhà trai làm sao tới hai chung lần mà nãy giờ chúng ta bốn chung nào trời tới gì
gì áo đỏ tới gì này. Rồi, dạ cô Chính ơi, giữ ly lại nhìn mấy con à. 2, 3, 4, dạ rồi ạ. Đi cùng đi thì có thì cũng hân hạnh giới thiệu trong họ nhà trai. Đây là lớn nhất trong gia tộc, đến cho trẻ một xíu. Đây là chú 10 của cô dâu, là cháu Lan Anh, là họ 10 ở Sài Gòn mới về. Giờ đó về không kịp. Các nhà ơi, các nhà, con tặng cho ông mời con một chung. Ông mời chúc phúc cho hai cháu ông mời. Mẹ con trăm năm hạnh phúc, đang đợi với nhau đợi đợi tiếp. Đeo nữ trang cho cô dâu. Nhớ nhắc đeo nữ trang cho cô dâu rồi lên tặng thì để thưa nói gì thì ông đi lại thì nhà mới trình lại đó. Đúng rồi. Năm trình lại thì lập lại hiện trường. Dưới đấy là thôi đi. Con này thì chắc là chúng tôi sẽ mời chị Xuân với hai mẹ đó đến chơi bóng cho cô dâu mình cô rồi. Cô dâu mời cô dâu ra. Mời cô dâu ra. À mời mình. Mời cô dâu ra. Vô trong. Ra là không vô. Bên cạnh đó là có một cái bọc là cái cô dâu nhỏ thì mình bảo là trên là nhập nhà mà ở ngoài với đâu là nghe chú cho mình thôi đi chăm bị dễ thôi đi nói chung chăm bị dễ rồi chủ yếu là chú là chú yếu là hạnh phúc cháu hai đứa đúng rồi đúng rồi là chồng em ngày gì cha mẹ tám không biết thấy đường không. Rồi hồi Nhật dặn cái móc lại. Rồi gá vô vậy rồi thôi. Vô hai tay cầm bông thấp xuống xíu. Đúng rồi. Chú để cứ dặn vô đây rồi cho mẹ dịch vô cái là được rồi. Đưa lên vô. Đưa lên. Nhẫn bỏ vô gió đẹp đúng rồi. Rung quá rung rồi. Rồi cô dâu sát cho chú gãy xíu nè. Cười tươi lên. Hùng lên chú nhận cái gai, Hùng lên chú nhận cái nè. Rồi đó. Ok rồi tiếp theo. Lấy cặp cái hộp luôn.
Đang cái đầu sao lên đó. Đưa ông cho chú rể cầm đi. Rồi cô dâu y chang chị nha. Rồi để tay lên đi chú rể ơi, sát vô với nhau nè. Sát vô. Hôn lên cái tay cái nè. Đúng rồi. Ok. Rồi tiếp theo đeo gì tiếp luôn chú ơi. Đeo cái gì rồi cô dâu chú rể ra giữa. Cô dâu cầm hoa lên đi cho mẹ vô ngồi luôn đi. Giữ lại. Lòng qua đây rồi sẽ đem cái móc vào bên hông á. Đúng rồi. Rồi, coi chừng. Rồi, tở tay lại. Đúng rồi, đưa bên hông mình gài lại. Rồi, để lại đi. Xíu kéo lại. Cô dâu cứ nhìn cái gì phía trước á. Cứ cười. Cười tươi lên. Đang ăn con cứ nhìn ống kính con cười tươi. Cười tươi lên bình thường. Để cái hình vô nữa. Để cho. Lúc nào mình cũng cười cười chứ. Để thôi chụp hình vô cái ngon. Cười, đang ăn cứ cười ừ đúng rồi, cứ con cứ cười lên bàn vậy đó. Chụp hình vô nó để mình có nhìn cũng nha. Rồi, chụp ra đây cái quen. Tiếp theo đeo cái gì? Tiếp theo là chúng ta xin mời Rồi,
Rồi dạ cố quay giữ quà lại cho tấm hình cái đó nha. Rồi giữ vô quà. Rồi 1 2 3. Dạ rồi. Cô dâu mời hai tay nha. Đưa cho chú gửi cầm đi cô dâu. Vô quà. Rồi cô ơi giữ quà lại cho tấm hình cái đó nha. Rồi giữ quà lại 1 2 3. Dạ rồi. Rồi dạ chuyển qua lại cũng xin tấm hình luôn ạ. 2 3. Dạ rồi. Cô chú quốc thủ cho anh chị liệu chung là anh chị đó. Cho anh ngợi lên ta. Ở sao không ngợi lên trên ta. Nó lên trên nào. Dạ rồi ạ. Cho tâm cái này thấy tập tâm. Chỗ anh Hà Tùng. Dạ rồi, dạ mình giữ ly rượu lại cho em xin cảm ơn luôn ạ. À. Rồi dạ giữ ly rượu lại nhìn máy giúp con nha. 1 2 3. Chú đi cho rồi. Đó đúng rồi rồi. Chú rể xe ganh trước nè chú rể. Rồi xe ganh trước nha. Rồi mời tất cả nhìn đây ạ. 1 2 3 cửa tươi nè. Dạ rồi ạ. À. Rồi nhận ly rượu lễ luôn đi. Rồi bước vô trong luôn. Rồi dạ mình giữ ly rượu lại cho em xin tấm hình ạ. À. Rồi 1 2 3. Tấm nữa ạ. À. Dạ rồi. Phần trình lễ của họ nhà trai đã xong. Thay mặt mọi nhà gái xin cảm ơn tất cả quý ông và quý bà đã đến chung vui cùng gia đình. Xin hết ạ. Rồi dạ hai họ vỗ tay cho con luôn ạ. Có ai chụp ảnh với cô dâu chú rể và thực ra cô lịch. Phần nghi lễ tại nhà gái đã xong và bây giờ bà con hai họ ra dự tiệc. Nhà gái cùng với cô dâu chú rể chụp hình kỷ niệm. Còn nhà trai cũng như bà con thì ra nhà khách để dự tiệc. Đây là bên nhà gái nha các bạn, cũng ở thành phố Vĩnh Long. Rồi bây giờ chúng tôi ra bàn tiệc. Rồi nhà gái mời chúng tôi ra bàn. Đây là con cháu ở trong gia đình, rồi áo trắng là dì Út, rồi mấy cháu.
món đầu tiên. À, rất là hoành tráng nha, món đồ nguội. Bên đây là nhà trai nha, đó là bà con, các anh em, chú, bác. Hai ông xui, à, đây là cậu tám mình đó, đeo mắt kiếng ngồi kế bên áo vét là ông xui, nhà gái. Còn bên đây là bàn nữ là các dì của chú rể, cũng như là này là các em họ. Còn áo vét trắng này là cô út của chú rể. Đó, bà xui, đây là mở tám, đây là xui của mở tám. Rồi tiếp nữa là món lẩu cá bớp. Rồi có bò kho, rồi mực xào. Nói chung nhà hàng nấu ăn rất là ngon các bạn. Lẩu cá bớp. Đây là nhà hàng mà nhà gái đặc biệt là Đức Khoát Hoàng Gia nha các bạn. Và sau khi dùng tiệc xong thì đại diện của nhà trai vào từ giả nhà gái để ra về. Không khí hết sức là đông vui. Đó, và nhà gái chào đưa nhà trai ra về. Và nhà trai ra về và những tấm hình kỷ niệm với nhà gái. Cảm ơn các bạn đã theo dõi lễ cưới. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai nha. Ngày mai thì nhà trai sẽ đãi họ cũng như là nhà gái ở nhà hàng cũng là Đức Khoát Hoàng Gia tại thành phố Vĩnh Long. Rồi bây giờ nhà trai chúng tôi lên xe về nhà để chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai tại nhà hàng. Cảm ơn nhà gái đã tiếp đón nhà trai rất là nhiệt tình, rất là chu đáo nha.